Máy giặt nồng ngang các bạn. Có một số video trên mạng bảo ấy cái này để cho khi chúng ta giặt mà nó đỡ hôi thì chúng ta sẽ cùng nhau thử nhé. Đây. Có nghĩa là các bạn đã dùng nước xả với xà phòng rồi mà máy giặt của chúng ta vẫn cứ hôi xì xì, quần áo cứ hôi xì xì thì chúng ta sẽ này, đúng các bạn, nhìn này. Đấy, để cho máy giặt đỡ hôi. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau úp rồi xuống đủ thứ trên đời đi vệ sinh cái này. Hóa ra là những video trên mạng cực kỳ có ích các bạn nhé. Đấy. Chỉ cần một cái kìm là chúng ta giải quyết vấn đề.